Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ đi rank cùng khẩu Anaconda. Ở cây này thì nó cho các bạn free và hàng mắc tinh thông đấy, ngon lắm. Vâng, chúng ta sẽ cho mình sẽ đi vào khu vực bonsai A, tại vì đồng đội của mình đánh xác đánh hết sang B rồi, đây rồi. Đôi giày. Một thanh niên lấp ló trong khu vực bonsai A. Đấy, cầm 3Z luôn cơ. Cái pha này mà cầm cận chiến thì có khi cũng ăn được. Đấy, 3Z vãi nồi. À, mình sẽ vẫn là nhặt súng nhá, để cover cho cái khẩu súng này. Chứ là bắn mỗi khẩu này không thì rất là khám. Nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế cầm súng. Ok, mình sẽ cầm lục nhiều hơn. Vâng, trận đầu thì thắng đơn giản. Không biết là team này bắn như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng đến với trận 2, trận 3. Nếu mà muốn biết thực lực của một đội thì cần phải bắn qua trận 2, trận 3 kìa. Còn trận đầu thì chẳng qua là nếu mà thắng thì cũng là ăn hên. Thế thôi. Đâu rồi? Thôi xong rồi. À! Đậu xây! Hay lắm bạn ơi. Đẩy qua khu vực nhà mình rồi mình cầm mỗi khẩu lục. Ơ, một cái pha đấy mà hư cấu ấy nhở. Tự dưng mình bắn vào người nó không trúng một tiết nào. Đấy, đẩy lên này cưng. Nghĩ gì? Rồi, cho trận này thắng tiếp rồi. Mình chết xàm quá. Ở vãi nồi, nó lại giết thêm một thằng. Rồi, nó lại cân 2. Đừng để nó cân 3 nhá. Thế đây nào. Đi cả team mà sao lại bị nó cân 3 nhỉ? Team này chắc hơi chuối rồi. Gặp thiên nhiên bánh ngọt. Rồi, chết này. Rồi. Trời ơi. Nó nhảy một bên không thấy ạ. Chơi gì vậy ba? Vâng, cái khẩu lục này tuy là nó không như cái khẩu súng chín nhưng nó mạnh lắm. Một phát thôi. Nó kiểu là như là khẩu đua TMP vậy. Thấy mình bắn đam nó như khẩu đua TMP. Ở cái mức độ gần. Còn xa thì nó cũng là thế thôi. Xa vẫn thế. Nhưng mà tùy chỗ bắn thì nó có thể là đam nó có thể trụt dần từ 4x xuống 2x. Đấy, mình bắt đầu có cảm giác là khu vực bonsai A là đẩy lên. Á, đậu xanh hay lắm. Thật là VL. Chết hai quả nhảm nhảm xít. Vâng, chắc là trận sau mình sẽ đi theo đồng đội. Thế đích nào. Cầm lục ở nhà cover như như gì. Rồi, tạch. Hay lắm, còn một thằng ở khu vực nhà. À, chắc nó cũng vào bên đấy thôi. Đấy. Hay lắm. Vâng, mình sẽ đi theo đồng đội. Tại vì súng khám mà. Cứ đi theo đồng đội thôi. Đừng có đứng một mình. Có phải là cầm súng chín đâu. Thể hiện thái độ lồi lõm với chúng nó thì nó dã sấp mặt lờ. Bây giờ đi đâu. Rồi, lên luôn. Ơ, sợ gì? Tường bom vào lỗ này. Đấy, cái lỗ bé thế thôi. Nhưng quả bom nó vừa khít. Để xem thằng nào móc lên nhà không. Thằng nào móc lên nhà. Cho nó về Tây Thiên thỉnh kinh luôn. Rồi, không có bé nào lao vào đây. Tuyệt vời. Đấy, cứ ngồi đây mà cam thôi. Kiểu gì cũng có thằng bước vào. Ôi giời, ôi giời. Nó liếm la liếm vào đồ cả team mình luôn kìa. Bắn kiểu gì vậy? À, một bé này. Đây rồi. Ôi giời ơi, gì gì? Nghĩ gì? Nghĩ gì? Ui đam to vãi, thôi xong rồi. Nhưng không thể ăn được bọn này. Bọn này mạnh quá. Đông, bọn này đông. Bị hấp diêm. Cái pha đấy tự dưng team mình chết sạch thì sao mà? Thật là hư cấu. Một thằng nó clear tận 3. Một một ăn 3 mà. Dã man. Bắn thế thì làm sao mình gánh được. Quá là hư cấu luôn. Mình cầm lục mà. Rồi đẩy à. Đẩy đi theo thôi. Ô, ôi, 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 từ từ từ, té, té, té.
Rồi xong rồi, đậu xanh nữa. Cái thằng kia nói chung là không nên đi theo những cái thằng mà hổ báo cáo chồn. Khốn nạn. Nói chung là đi theo team team đông thì sướng hơn. Đừng đi theo thằng lẻ. Nó đẩy vào mà nó đẩy kiểu đấy làm sao mà chơi được. Mà cái pha đấy mình có súng 9 là mình giết được hai thằng rồi, tiếc thế. Cầm ngay khẩu lục bắn yếu vãi cứt. Rồi tay. Ơ, thanh niên để đứng đây cover sao không thấy nó chạy lên nhỉ? À, nó núp trong thùng. Thằng này nó núp trong thùng mà. Rồi, tay. Nó bật kèo kìa. Đừng để nó bật kèo bạn ơi. Đây là hai món vũ khí hàng free. Nó tặng sao mình cầm vậy thôi. Mình không có chỉnh sửa hay là gì gì hết. Còn lại cái khẩu M4 thì mình hủy lấy cái điểm tinh thông rồi. Ở đi đâu đây? Qua, ok, qua luôn. Mình cũng thích điều này. Không có ai. Nó thủ bên B hết rồi. Ôi, nó thủ khôn lắm, nó thủ cả team luôn kìa. À, súng à? Thật là VL. Ok, đến lúc cái lúc mà cân nhiều thằng thì mình sẽ rút súng ra nhá. Còn bình thường như thế này mình sẽ dùng lục cover. Dùng lục bắn. Lục này tuy là nói vậy thôi nhưng nó cũng mạnh phết. Đấy, la liếm hàng ngon. Có một thằng nữa. Nó không vào đây thì chắc là nó vào nhà thôi. Cái này đâu, đi đâu ấy nhở? À, bên này à? Đây rồi. Từ từ, trời ơi, bọn này nó la liếm nhanh thật đấy chứ. Khổ thân cái thằng kia. Lấp ló. Nó sấy một mả đạn vào người. Tốn thọ mất thôi. Cố lên nào các bạn này. Thế đấy nào lại để thua được. Thôi cấu vậy. Ôi, nó lại dắt cả team vào đây. Thôi dò hỏi. Sao lại chết xàm ấy nhở? Đậu xanh. Ui, hết đạn, vãi nồi. Cái gì này? Ơ, vãi nồi, mới thấy ở ngoài thôi mà lách vào vít trong rồi. Cái gì vậy ba? What the hell? Lách để tin được. Bọn này đi kiểu như hết ý, hay là mình lag ra? Lách nhờ mới thấy ngoài kia thôi. Nó nhảy vào như hết ý. Tốc độ bàn thờ. Rồi ném khói ở đây cho nó nghi là khu vực A có người. Thế mình công B thôi. Ôi, ném bom kìa. Này thì ném bom này. Cẩn thận sau có mốc nha. Team này bắn ấy thế nhở? Bình thường mình đi với team kia bắn dã man lắm mà. Cái mấy team như này nó đẩy sấp mặt lờ. Mình đi đúng team ấy rồi. Rồi cầm khẩu súng khám lọ mà đi team yếu nữa. Chán quá. Để xem có thằng nào dám đẩy lên móc không. Bố mày đứng đây thì chúng mày lại sợ mày quá cơ. Ê chết nhầm, bố mày lại sợ mày quá cơ. Rồi tịch luôn. Đậu xanh. Đẩy lên đi bạn ơi, mình đứng bên này cho. Cứ yên tâm. Ôi thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Một thằng. Thế này thua à? What the hell. Ôi cái nòng súng của tôi khó di tâm quá. Trời ơi, thì bắn lục rồi không quen. Đời nào đi cầm lục rồi bắn ranh thế này. Không có bên này, không có rồi. Bên bom C4 bên kia. Biết rồi. Đậu xanh. Đùa.
Còn một thằng nữa. À, hồi xí nhà nó, trời ơi. Mình quên đọc cái khung chat, trời ơi. Nhập tâm quá mà. Và mình sẽ kết thúc clip tại đây, các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Rồi, trận này toàn chút xàm.